Ơi, xoài, xoài bà con ạ, đây là xoài chín. Không người ăn người nào mà ăn được xoài chín. Người nào ăn được, người nào không ăn được. Bởi vì do cái bệnh của mình, cho nên nó nhiều lúc ta không nên ăn để đảm bảo căn bệnh của mình được tốt à, không nặng thêm. Đó là những người có bệnh ngoài da nè, mẩn ngứa, vết thương lở loét, đó, mưng mủ, thừa cân, tiểu đường, béo phì, đang ăn kiêng là không ăn được à, không ăn được của xoài chín. Là những người có bệnh ngồi da, mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ, thừa cân, tiểu đường, béo phì, đang ăn kiêng cho nên không ăn được. Một con người nói năng là ăn nhiều nhất là không quá 200g mỗi ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày. Nếu quá có thể nó gây ra ngứa miệng, ngứa môi, rát lưỡi, khô mắt à, nó làm cho mệt mỏi, nổi mề đay. Nặng thì nó có gây ra sốc phản vệ, đi cấp cứu không kịp với bà con, nguy hiểm đến tính mạng. Làm ra nó tăng năng nặng thêm. Mùa hè là mùa của xoài, chú ý bà con ơi, chú ý chúng ta ăn miếng cử, miếng giữ, miếng lành nha bà con. Bà con cũng cố gắng chứ để không nó cũng không có gì phiền hà lắm nha bà con ơi. Đó là những người không ăn được xoài nè, là bệnh ngồi da, mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ, thừa cân, tiểu đường, béo phì, đang ăn kiêng không ăn được. Còn người lại là người nào cũng ăn được hết, đó là ăn không quá 200g mỗi ngày, mà ăn liên tục 6 ngày thì phải nghỉ một ngày rồi mới được ăn tiếp bà con ơi. Đừng có ngon miệng quá.